Xin chào anh em nhé. Thì trong thời gian vừa rồi thì em cũng thấy có nhiều anh em hỏi về vấn đề fix phone chữ cho các dòng máy Xiaomi sau khi chạy ROM EU. Đấy. Thì như mặc cái phone mặc định của nó, anh em có thể để ý là nó có này, chữ đậm, chữ nhạt này, xong chữ to, chữ bé. Đấy, nhìn rất là khó chịu. Đấy. Cái phông chữ này thì dùng thật sự là với anh em là đây là còn chưa lướt Facebook các thứ nhá, cái Facebook các thứ là nó còn lỗi hơn rất là nhiều. Đấy, thì em có một cái phông chữ rất là hay thì em sẽ hướng dẫn anh em fix luôn. Đấy, đầu tiên là anh em truy cập và đầu tiên là phải kết nối mạng trước nhá, mình kết nối wifi trước. Sau đó mình sẽ truy cập vào phần chủ đề này. Đấy, truy cập phần chủ đề sau đó thì anh em sẽ vuốt ở trên này, chọn sang đến phần phông chữ. Đến phần này thì anh em sẽ tìm đến, anh em sẽ chọn vào phần tìm kiếm này giúp mình nhá. Đấy, rồi anh em gõ là Apple. Đấy, gõ Apple sau đó thì anh em tìm kiếm. Rồi anh em sẽ nhìn thấy ở đây nó có rất nhiều phông chữ. Đấy, anh em sẽ để ý giúp em đến cái mục này giúp em. Apple Emoji Style. Đấy, sau đó anh em ấn vào, chọn tải xuống. Rồi, sau khi tải xong anh em ấn áp dụng. Rồi đấy, bây giờ anh em sẽ cảm nhận được cái độ phông chữ các thứ nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Đấy, anh em thấy không? Mọi cái này phông chữ nó sẽ đẹp. Đó. Nó sẽ đẹp chuẩn của tiếng Việt chứ nó không kiểu chữ bé chữ to như kiểu cái phông chữ gốc của bên Zom EU anh em nhá. Dùng rất là khó chịu đấy. Thì chỉ với 2-3 phút ngắn ngủi thì em đã hướng dẫn anh em được fix cái lỗi phone chữ trên cái ROM IU này. Thì thật ra là nó cũng có rất nhiều phông chữ khác, thì nếu mà anh em nào mà có biết được những cái phông chữ mà nó còn đẹp hơn nữa thì anh em hãy comment dưới cái video này cho em để em có thể để em test thử. Đấy, và nếu mà sau này mà em cảm thấy cái video cái phông chữ của anh em mà góp ý mà nó ổn đấy thì em cũng sẽ làm một cái video mới để hướng dẫn anh em. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi video. Xin chào anh em.